Xin lỗi các bạn, chúng ta phải đặt bát dài hơn. Mật khẩu phải để dài, đảm bảo độ bảo mật thì mới tiếp tục được. Về next thôi. Một, Microsoft SQL Server. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt SQL Server. Chúng ta sẽ lên Google và gõ install SQL Server. Chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của Microsoft để tải SQL Server. Chúng ta sẽ chọn download của developer thì sẽ được miễn phí với gần như đầy đủ các tính năng. Khi download xong, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Chúng ta sẽ chọn custom. Ở đây tôi sẽ thay OE, vì OC của tôi đã gần đây. Các bạn có thể để mặc định. Chúng ta sẽ nhấn vào install. Quá trình này sẽ diễn ra rất lâu, tôi sẽ tua nhanh đoạn này. Đã download xong các gói cài đặt của nó và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Chúng ta sẽ nhấn vào installation. Nhấn vào install SQL Server. Chúng ta sẽ chọn developer, sẽ không cần nhấn vào key. Next, accept, next. Chúng ta sẽ để tất cả mặc định thôi. Tiếp tục next thôi. Next tiếp ạ. Next. Chúng ta sẽ tùy chọn nhấn vào database engine service. Tôi sẽ chuyển thành OE. Các bạn nếu OC nhiều thì hãy để OC mặc định. Next thôi. Next. Next tiếp ạ. Đến lúc cài đặt mật khẩu thì các bạn hãy nhớ ghi nhớ lại mật khẩu của SQL Server, sẽ đến lúc cần dùng đến. Sau khi đặt mật khẩu thì ta sẽ nhấn vào Add Current User và Next. Xin lỗi các bạn, chúng ta phải đặt bát dài hơn. Mật khẩu phải để dài, đảm bảo độ bảo mật thì mới tiếp tục được. Về Next thôi. Chúng ta sẽ install. Đây không thể đổi thành OE được, tôi sẽ install tiếp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. SQL Server Management Studio. Như vậy là đã cài đặt xong SQL Server. Chúng ta sẽ cài đặt SSMS, một công cụ để giúp chúng ta giao tiếp với server, SQL Server. Như vậy là đã cài xong, chúng ta cần phải restart máy. Vậy là tôi đã restart máy. Bây giờ tôi sẽ bật SSMS của chúng ta lên. Đây, chúng ta có thể để mặc định hoặc để dấu chấm thì sẽ đều truy cập đến database local của chúng ta. Và Visual Studio. Tiếp đến chúng ta sẽ download Visual Studio.
là sẽ lên trang chủ. Đao bản Community 2022 sẽ được free cho developer. Sau khi đao thành xong, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Nếu máy yêu cầu yes, chúng ta cứ yes thôi và sẽ cài đặt. Sau khi cài xong, chúng ta sẽ chọn ASP Web Developer và .NET System Development. Ở vị trí cài đặt thì tôi sẽ chuyển hết về OE. Những phần không chuyển được về OE thì chúng ta sẽ để mặc định thôi. Chúng ta kích vào Install và cùng chờ đợi trong giây lát. Nếu như máy các bạn là OSSD thì chắc chắn sẽ cài đặt nhanh rất nhiều hơn. Máy tôi đang dùng đang là ổ HDD. Tôi sẽ tua nhanh qua đoạn này. Và chúng ta đã cài xong Visual Studio. Tôi sẽ để mặc định. 4. Postman. Tiếp đến, chúng ta sẽ cài Postman. Chúng ta gõ Postman và truy cập vào trang chủ để download Postman. Chúng ta sẽ tải phiên bản Windows 64-bit. Thì cho những ai chưa biết Postman là gì, thì Postman là một phần mềm để giúp chúng ta test API. Postman đã tải về xong, chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt. Như vậy là đã cài xong. Chúng ta sẽ bỏ qua bước tạo tài khoản. Không cần tạo tài khoản, chúng ta vẫn có thể dùng được Postman. 5. Visual Code. Tiếp đến, chúng ta sẽ cài Visual Studio Code để code Angular Web App. Vì Visual Studio Code tôi đã cài rồi nên tôi sẽ không cài lại nữa. Các bạn nếu chưa cài thì cứ tải về như bình thường và cứ nách nách để cài đặt vào thôi. Các bạn cũng có thể tham khảo video mà tôi đã cài đặt Visual Studio Code ở trong mô tả. Để bước install tôi sẽ không nhấn nữa, tôi sẽ nhấn cancel vì tôi đã cài Visual Studio Code rồi. Sáu, Node.js. Tiếp đến, chúng ta sẽ cài Node.js. Chúng ta sẽ gõ vào Google download Node.js. Chúng ta sẽ tải phiên bản mới nhất dành cho Windows. Node.js tôi cũng đã cài rồi. Các bạn cứ tải Node.js về và nách nách thôi, không có gì khó khăn cả. Nếu các bạn muốn xem hướng dẫn thì cũng có thể xem video của tôi. Lệnh install tôi sẽ không nhấn nữa, tôi sẽ nhấn cancel vì tôi đã cài Node.js rồi. 7. Angular CLI. Và đây là bước cuối cùng của quá trình cài đặt. Chúng ta sẽ cài đặt Angular 13. Tôi đã cài Angular 12 rồi. Tôi sẽ chạy update lên phiên bản 13. Chúng ta sẽ truy cập vào trang update.angular.io để lấy code update Angular. Chúng ta sẽ mở CMD lên. Cửa sổ Command Prompt. Paste câu lệnh vừa copy ở trên này vào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy là đã có lỗi rồi.
chúng ta sẽ kiểm tra version. Version của chúng ta vẫn chỉ là đang 12, chưa nâng lên 13 được. Chúng ta sẽ tìm đến Stack Overflow cách update. Cách đơn giản và hiệu quả nhất đấy là uninstall và install lại. Chúng ta sẽ copy hai câu lệnh, paste vào. Sau khi chạy xong hai câu lệnh thì chúng ta đã cài xong. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra phiên bản của node của Angular CLI. Có lại ng trừ trừ version. Như vậy là đã cài đặt thành công. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.